Chào Gan, hôm nay chúng ta lại gặp nhau trên diễn đàn học toán, toán học, điểm tựa thành công. Bài hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn các em bài toán tìm M để hàm số đơn điệu. Bài toán tìm tập hợp S tất cả các giá trị của tham số M để hàm số y bằng 1/3 x mũ 3 trừ M cộng 1 x bình phương cộng M bình phương cộng 2M x trừ 3 nghịch biến trên khoảng âm 1, 1, A lập đoàn trừ 1, 0, B S bằng tập rộng, C S bằng tập hợp âm 1, D lập đoàn 0, 1. Để giải bài toán này, chúng ta tuân thủ các bước tìm M để hàm số đơn điệu mà thầy đã hướng dẫn ở các bài trước. Bây giờ chúng ta vào giải. Tập xác định một hàm số gọi là D bằng R. Tìm đạo hàm y phẩy bằng x bình phương cộng với 2 trừ 2 m cộng 1 x. Cộng với m bình phương cộng 2m. Theo yêu cầu bài toán thì hàm số nghịch biến trên khoảng âm 1 đến 1 thì tương đương với đạo hàm y phẩy đến bằng 0 với m x thuộc khoảng âm 1, 1. Tương đương với y phẩy nhỏ hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc khoảng âm 1, 1. Tương đương với bất phương trình x bình phương trừ 2 m cộng 1 x cộng với m bình phương cộng 2m bé hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc khoảng âm 1, 1. Để giải bất phương trình này, chúng ta không dùng phương pháp bé số. Thông thường những bài toán y phẩy phụ thuộc vào m có bậc 2 và bậc nhất, tức là chúng ta không cô lập được m, thì thường thì vế trái này phân tích được một tích. Bây giờ thầy hướng dẫn các em phân tích x bình phương trừ 2m cộng 1 x cộng m bình phương cộng 2m bằng 0 thành một tích. Chúng ta nhận thấy nếu thay x bằng m thì đây là m bình phương cộng m bình phương là 2m bình phương, trừ cho 2m nhân m là m bình phương hết, trừ cho 2 nhân m cộng 2m bằng 0. Thì chúng ta dùng học nơ phân tích cho nó nhanh. X bình phương x tự do c, x bình phương hệ số bằng 1, x hệ số là trừ 2m trừ 2, hệ số c là m bình phương cộng 2m. Hạ 1 xuống, chúng ta có nghiệm x bằng m. M nhân 1 là m cộng với biểu thức trên ghi xuống là còn trừ m trừ 2. Tiếp tục lấy m nhân trừ m trừ 2 cộng với m bình phương cộng 2m, chúng ta được trừ m bình phương cộng m bình phương hết, trừ 2m cộng 2m là hết. Vậy chúng ta đã phân tích được đó là x bình trừ 2m cộng 1x cộng m bình phương cộng 2m sẽ bằng
trừ m, và đây là x trừ m trừ 2. Vậy thay kết quả này vào vị trái ta được, lấy kết quả bên kia thay vào ta được x trừ m nhân với x trừ m trừ 2 nhỏ hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc khoảng âm 1, 1. Bây giờ ta lập bảng sắc dấu của y phải. Lập bảng sắc dấu x âm vô cực cộng vô cực y phải y. Chúng ta có hai nghiệm, nghiệm thứ nhất là m, nghiệm thứ hai là m cộng 2. Vậy nghiệm thứ nhất là m, nghiệm thứ hai là m cộng 2, tại đấy bằng 0. Không. Dấu y phẩy phụ thuộc vào dấu của hệ số 1 của x nhân hệ số 1 của x là dương. Vậy khoảng ngoài cùng bên phải mang dấu cộng âm. Hàm số đồng biến trong khoảng trừ vô cực đến m, hàm số nghịch biến trong khoảng m đến m cộng 2, và hàm số tiếp tục đồng biến trong khoảng m cộng 2 đến khoảng vô cực. Bài toán yêu cầu hàm số nghịch biến trong khoảng âm 1 đến 1. Vậy thì âm 1, 1 khoảng đó phải là tập con của khoảng m đến m cộng 2. Như vậy là hàm số nghịch biến trong khoảng âm 1, 1 thì tương đương với khoảng âm 1, 1 phải là tập con của khoảng m, m cộng 2. Vì trừ 1 nhỏ hơn 1 mà rơi vào khoảng này thì ta sẽ có điều kiện như sau. Âm 1 sẽ lớn hơn hoặc bằng m, và 1 sẽ bé hơn hoặc bằng m cộng 2. Điều này tương đương với m bé hơn bằng âm 1 và m lớn hơn hoặc bằng âm 1. Hai giá trị m bé bằng âm 1 và m lớn bằng âm 1 thì chỉ xảy ra khi và chỉ khi m bằng âm 1. Vậy chúng ta chỉ có một giá trị m bằng âm 1 là thỏa yêu cầu bài toán. Vậy chúng ta chọn phương án C. Vừa rồi thầy đã hướng dẫn các em các dạng bài tập về tìm m để hàm số đơn điệu trong một khoảng. Qua bài này và những video trước đây, các em sẽ tự rút kinh nghiệm cho mình để giải quyết các bài tập tốt hơn. Chúc các em ôn thi thành công. Chào các em.